Chào các bạn nhá. Mình vừa mới sửa xong một cái bếp từ nó bị lỗi nguồn cấp trước. Cụ thể là do bạn thợ bạn ấy lắp sai con tụ lọc nguồn VCC cho con IC nguồn. Nên tiện thể mình sẽ làm một cái video liên quan đến IC vi xử lý trong bếp từ nhé. Bởi vì trong thời gian vừa qua khi các bạn xem các kênh trên kênh YouTube của mình ấy, thì có nhiều người hay nhắn tin hỏi mình vấn đề là thay vi xử lý cho bếp từ là một này, hay là hỏi xem mình có bán IC vi xử lý hay không, rồi là làm video lạp phần mềm cho IC vi xử lý. Thực sự ấy, muốn lạp được phần mềm cho con IC vi xử lý ấy, thì theo mình hiểu ấy thì là phải có những cái máy đọc lạp chuyên dụng thì chúng ta mới có thể xử lý được cái vấn đề này nhé. Và như mình cũng hiểu ấy thì là không phải là con IC vi xử lý nào cũng có thể đọc và lạp được. Có thể là nhà sản xuất họ lạp xong là họ sẽ khóa lại, là sẽ không đọc ra được các bạn ạ. Như chúng ta đã biết ấy, thì trên một con một cái bếp từ ấy, thì nó sẽ có một con MSU hay còn gọi là con vi xử lý. Thì đây là các bạn này, như con bếp này thì là đây chính là con mình đang sờ nhé. Và có cái hay là con này nó có đế có thể tháo rời nhau được, và mình hiện tại mình cũng có rất nhiều cái mên xác của nó, mên xác của cái dòng mên dòng bếp dạng như thế này. Mình cũng không rõ là thương hiệu bếp đăng này mình làm gì đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ thay thế cho nhau được bởi nó cùng loại mên mà, nên tí nữa mình sẽ thay thử xem có được không. Thì đây là con IC vi xử lý dành nhà sản xuất thiết kế dành riêng cho bếp từ nhá. Mình nói là dành riêng cho bếp từ ấy, bởi vì nó sẽ có những cái chân liên quan đến phần nhận nồi này, liên quan đến phần cảm biến dòng các thứ này, rồi nhận biết điện áp đầu vào, nên do đó là nó chỉ là phục vụ cho bếp từ thôi. Và thường ấy là IC vi xử lý này bên trong nó có sẽ chứa một cái chương trình, một cái phần mềm nhé các bạn nhé. Tức là nó sẽ có một cái phần mềm chạy để hợp với cái bếp. Tức là có thể là vẫn con MSU này dành cho những cái bếp từ khác thì vẫn tên như vậy các bạn nhé. Nhưng mà dành cho những cái bếp từ thương hiệu khác này hoặc là model khác chẳng hạn thì có thể là cái chương trình phần mềm nó khác nhau. Do vậy mà khi chúng ta lắp ấy, là phải lắp đúng thì nó mới chạy. Còn không, chúng ta lắp vẫn là tên chip y như vậy nhưng mà do cái phần mềm nó lạp bên trong nó khác thì nó cũng không chạy được các bạn nhé. Đây như các bạn này, mình có đặt vừa rồi mình có sửa một lô bếp từ nó bị lỗi MSU từ bên nhà sản xuất, nên nhà sản xuất nó đã gửi bên hãng bên Việt Nam cung cấp bán trên thị trường Việt Nam ấy, họ đã liên hệ với nhà sản xuất ấy, là họ đã gửi cho mình một lô 50 con này. Phần MSU đấy, đây nó cũng như con này này, để mình xử lý này. Thì trong này nó ngoài phần cứng ra nó đã có lạp sẵn phần mềm hợp với cái model bếp mình đang sửa rồi các bạn ạ. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu đấy, là có thể là các bạn tìm IC vi xử lý tên hoàn toàn giống nhau nhưng có thể lắp nó sẽ không chạy nhá các bạn nhé. Bởi vì là cái phần mềm nó khác, nó không tương thích với cái bếp mà các bạn đang sửa, mà nó tương thích với bếp khác cơ, thì do đó nó sẽ không chạy. Nên trong quá trình mình sửa ấy, là mình có rất nhiều xác bếp, bởi vì là mình mua của một số bạn gom như đây, như cái mấy cái bếp mấy mấy đây mình đang nhặt mấy cái bo, các bạn để ý này, như cái bo này và cái bo này thì nó hoàn toàn giống nhau luôn, nó không khác gì cả, nó vẫn là AM10S này và có mã số A nhá. Nhưng con này thì nó lại khác này một chút này, AM10S thôi, nhưng mình nghĩ nó sẽ thay nhau được, nó chỉ khác nhau về model một chút thôi, có thể là phần mềm. Đa số ấy, là các hãng ấy là họ sẽ cái phần mềm nó của một hãng hoặc là của nhiều hãng, nó như nó vẫn nhập từ Trung Quốc thôi, là cái phần mềm của một nơi họ sản xuất là chung nhau, chẳng qua khi ra thị trường thì mỗi hãng họ sẽ làm cái model hoặc tên khác nhau, dẫn tới là cái vỏ bên ngoài này và cái hình dáng bên ngoài bếp khác nhau nhé. Nhưng nếu mà nó chung bên trong lõi chúng ta thấy như này và có thể thay đổi một số chút thôi thì có thể là phần mềm nó vẫn là tương thích nhau các bạn ạ. Như đơn giản nhất như bếp Media chẳng hạn, Media nó có rất nhiều đời, đây là con chip vi xử lý của Media này. Có thể là đời nó chỉ có những cái đèn led hiển thị công suất thôi chứ không có led 7 đoạn, nhưng mình thấy nó giống nhau, mình vẫn thay tương thích cho nhau và nó vẫn chạy bình thường. Như vậy là phần mềm bên trong của những cái bếp model khác nhau của Media là nó vẫn có cái chương trình phần mềm giống nhau, nên mình vẫn thay được. Và đặc biệt đấy, cái vấn đề là thay vi xử lý này đấy, đa số là mình toàn nhập từ những cái mên xác ra thôi, tức là bên trong nó có chứa phần mềm và mà tìm thấy nó tương thích nhau là nó chạy thôi. Chứ thực tế đấy là nhiều bạn bảo mình làm video lạp phần mềm thì thực sự là mình không có khả năng lạp phần mềm nhé. Và mình như theo mình hiểu ấy thì là bên trong con IC vi xử lý này, cái phần mềm mà nhà sản xuất họ lạp cho ấy, là có thể họ sẽ lock lại, họ sẽ khóa lại nhé. Chúng ta không thể đọc ra được.
Có thể chúng ta sẽ có những cái máy lạp, nhưng mà có thể chúng ta sẽ không đọc được nó ra để chúng ta lạp. Còn nếu mà chúng ta mà có được cái dữ liệu phần mềm đấy thì chúng ta phải mua được con IC trắng, và chúng ta phải có phần mềm tương thích để có thể đọc và lạp được con IC trắng đấy thì chúng ta mới cóp được nhé. Chỉ có một số những cái bếp từ châu Âu ấy, bếp từ Đức ấy, thì nó sẽ có những cái chương trình phần mềm riêng, phần mềm trên vỉ mặt hay ở dưới ấy, thì có thể là một số các bạn làm nhiều ấy, thì có thể các bạn sẽ câu kéo để có thể là đọc được cái dữ liệu trong những con chip vi xử lý đấy, và các bạn có thể lạp được. Còn đối với những cái bếp từ dân dụng này có vài trăm ngàn này, thì thực sự khi mà mình xác định đã hỏng vi xử lý ấy, mà mình tìm trong đúng đồ của mình mà không có thay ấy, thì có thể là mình sẽ trả khách, mình bỏ thôi, coi như là bỏ không sửa thôi các bạn ạ, chứ không phải là biết trong vấn đề sửa chữa là không phải chúng ta có thể sửa hết 100% được. Nên vấn đề lạp phần mềm này là mình cũng không nghiên cứu một chút nào các bạn nhé, mình không để ý thế nào ạ. Mình đa số mình sẽ chỉ hiểu nó, nên mình sẽ lấy từ những con bò khác, bò xác mà vi xử lý sống, chẳng hạn như đơn giản như mình thử luôn, mình sẽ lấy một con vi xử lý từ cái mên này. Mên này là của hãng Kangaroo thôi, mình mua của một bạn ở Hưng Yên, bạn ấy chuyên mua lại xác bếp của hãng Kangaroo. Khi là tức là cái bếp này của hãng Kangaroo này mà bán cho khách mà bị lỗi ấy, thì nào là khách sẽ thay cái bo khác cho, và cái bo này sẽ, họ sẽ vứt rác vào đó, cái bạn ở Hưng Yên ấy, bạn sẽ thu mua và bán cho các bạn thợ để lấy linh kiện nhé. Thì mình cũng như vậy, nên đây mình có rất nhiều, mình đây là riêng mình nhặt mấy cái bo này thôi, còn những bo khác mình cũng có nhé, bo giống nhau này thôi, mình có 4 cái luôn này. Và có đây như có một cái này mình đã lấy vi xử lý mình lắp cho một cái bếp khác rồi nhá. Nên như trên này nó vẫn còn 3 con vi xử lý, và mình sẽ test thử luôn một con xem nó có chạy không nhá. Để chúng ta hiểu rằng ấy, khi thay vi xử lý ấy, là chúng ta chỉ có nhận lấy từ trên xác là đa số thôi, chứ không thể chúng ta có thể mua IC trắng về chúng ta có thể đầu tư chúng ta lạp được như IC nhớ của tivi các bạn nhá. Đây là mình test cho các bạn là nó đang chạy con IC zin trên main này nhá. Mình cắm này và nó đã lên đèn này, và mình bật on này. Nó đã lên đèn 7 đoạn này, và mình bật công suất này, như vậy nó đã lên nhé. Tất nhiên là mình không lắp thì nó sẽ báo lỗi gì đó đấy. Đấy, nó báo lỗi E0 các bạn thấy không? Rồi mình tắt nó đi này. Và đây chắc là cái thời gian này, như vậy là nó nhá, ok nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một con chip của cái main Kangaroo đi. Mình sẽ lắp sang xem thế nào nhé, xem nó chạy bình thường không nhé, xem nó có tương thích không nhé. Mình nghĩ là nó tương thích rồi, bởi vì main la giống nhau mà. Và cái bếp mình đang sửa này, mình cũng không biết là thương hiệu tên nó là gì đâu. Đây nha, mình sẽ lắp con chip từ cái mê này sang này để chúng ta xem tham khảo nhé. Mình ghim điện này, như vậy là nó vẫn thế các bạn thấy không. Mình bật on này, tiếp theo này, như vậy là nó tương thích nhau các bạn ạ, giống hệt luôn, như vậy nó sẽ chạy bình thường các bạn thấy không. Còn nếu mà không có vi xử lý sai thì sao? Đây, mình phải để con vi xử lý đi, đây không thì lại nhà mất của bạn đấy. Nếu không có vi xử lý thì chắc chắn nó sẽ không lên được nguồn các bạn ạ. Các bạn thấy không, mình cắm này, nó không lên gì luôn, bởi vì nó không có vi xử lý mà. Mình vừa thay con vi xử lý ở đây rồi nhá, bây giờ mình sẽ lấy một con khác, một cái mên này đi. Mình nghĩ là mấy con vi xử lý này nó đều sống đấy, bởi vì là những cái mên này đa số mình thấy là nó chết nguồn cấp trước này, rồi là lỗi công suất thôi. Sau khi đã giã xác thì họ sẽ lén vỡ các bạn ạ, để không được tận dụng mà. Mình thử con này nhá. Như vậy là nó vẫn nên các bạn thấy không? Như vậy là mấy con này nó tương thích hết, bởi vì mình thấy mên nó la giống nhau mà. Nên trong cái vấn đề sửa chữa này ấy, là đa số là mình sẽ gom rất nhiều những cái mên xác để mình có thể có linh kiện để mình thay thế. Đa số là khi mới lỗi vi xử lý này. Ngày nay thì bếp từ nó lỗi vi xử lý cũng khá là nhiều. Nó chết chân chức năng này, rồi nó chết chập vi xử lý các thứ ấy. Nên chúng ta sẽ có chúng ta thay nhé. Và như cái bo, cái mên, cái bếp mình đang sửa này, thì chúng ta để ý đây là con chip vi xử lý này, nó chứa phần mềm này. Và ở trên mên điều khiển này, mình nghĩ là bên mên điều khiển này, con chip này cũng là con chip chứa dữ liệu nữa, phần mềm nữa. Mình lật ngược lại cho các bạn nhé. Thì đây là con IC là TM1628. Thì con này nó có chức năng là xử lý tín hiệu phím bấm ấy. Và hiển thị LED 7 đoạn.
Thì do con này nó sử dụng phím cảm ứng, do đó là cái phần rất nhiều chân nó liên quan đến điều khiển phím bấm ấy là nó bỏ trống. Như vậy là con TM1628 này nó chỉ có chức năng là hiển thị led 7 đoạn thôi, các led hiển thị thôi. Do đó mà cái phần lệnh cảm ứng ấy nó được đi vào con IC này. Như vậy là con IC này, đây các bạn để ý này, rất nhiều chân cảm ứng nó đưa vào nó thì con IC này sẽ xử lý cả liên quan đến cảm ứng. Và có thể là nó sẽ giao tiếp với IC vi xử lý ở phía dưới đây này. Là chỉ hai đường thôi nhá, đường CLK và STB, đường là đường dữ liệu và đường xung nhịp thôi, mình đoán như vậy thôi, nó chỉ có hai đường thôi. Trong này nó có 5 dây nhá, nhưng một dây bỏ trống này, đây như dây chân này này, là chân không sử dụng gì cả. Thì như vậy nó chỉ có 4 đường thôi, 4 dây nó đi xuống dưới thôi. Chân này bỏ mà, thì hai đường thì nó là chính là GND và 5V rồi, để lui cho nó rồi, thì nó chỉ có hai đường kết nối, đây hai đường này này, nó sẽ đi vào con đi chân này. Như vậy là kết nối theo kiểu là hai đường dữ liệu thôi. Và đặc biệt là con IC này cũng giao tiếp với con IC này cũng chỉ là hai đường dữ liệu thôi các bạn ạ. Để khi mà con IC này và con IC vi xử lý ở dưới ấy, giao tiếp nhau ấy, đưa dữ liệu truyền tiếp cho nhau ấy, và con này nó muốn hiển thị chữ E2 lỗi E0 chẳng hạn, thì nó phải đưa tin dữ liệu cũng giao tiếp với con IC TM1628 này, cũng là hai cái đường ấy, để nó con TM1628 này sẽ tạo led hiển thị là chữ E0 E2 các bạn ạ. Như vậy có thể là con này là chỉ là liên quan đến xử lý phím bấm thôi, cảm ứng thôi, và có thể nó sẽ không có phần mềm, hoặc là như một số main bếp ấy, thì nó sẽ có phần mềm các bạn nhé. Nhưng cái này thì mình cũng không tra, con này mình không tra nên mình cũng không để ý lắm. Hy vọng qua video các bạn sẽ tham khảo thêm một cái vấn đề liên quan đến thay IC vi xử lý trong bếp từ nhé. Bởi vì nhiều bạn hỏi mình có vấn đề này quá, nhiều bạn cứ nghĩ là khi hỏng con IC này ấy, là bắt đầu là tìm mua IC đúng tên, là họ nghĩ là sẽ lắp được, nhưng thực tế là đúng tên là một vấn đề rồi, nó còn có cả vấn đề liên quan đến phần mềm có hợp hay không nữa. Và chúng ta mua trên thị trường ấy, thì có thể chỉ là mua IC trắng thôi, và những con IC vi xử lý này trên thị trường các OS bán linh kiện thì họ rất ít bán luôn, bởi vì là ít người mua, mà bởi vì mua về thì cũng không sử dụng được, bởi vì nó là IC trắng mà. Thôi video kết thúc đây, chào các bạn nhé.